Hello anh chị, em Thanh Ô Tô Cũ đây. Hôm qua em có đọc một cái comment của một anh comment ở trên cái kênh YouTube của em. Anh nói là có xe nào màu đen phong thủy không? Tại vì anh là cái mạng anh là hợp với cái xe màu đen. Đó thì bữa nay em sẽ có một chiếc Crew 214 á, số sàn. Crew 214 số sàn, xe cũng đẹp lắm, màu đen nha. Đó, màu đen, ca vẹt đúng màu đen luôn nha. Ca vẹt màu đen. Cái xe này thì nó qua hai đời chủ ấy. Một đời chủ trước và hiện tại là đang đứng ủy quyền cho một đời chủ thứ hai, và bên em là người ủy quyền lần thứ hai đó. Thì xe biển số 61, em quay một vòng cho chị mình coi nha. Đang tìm xe phong thủy màu đen nha, em quay em gửi cho anh đó. Xe bên em bán là bao cam kết cho anh chị mình là nguyên zin, không lỗi, không đâm đụng, không ngập nước, không tai nạn đó. Có va quẹt, có làm đồng sơn này nọ rồi thì có nha. Crew thì nó có tới Crew 214 này, nó có tới 3 bảng. Bảng số sàn thì nó sẽ có 2 bảng nha, bảng LS và LT. Và số tự động thì nó có bảng là LTZ. Đó. Phơm dáng này nọ, nhìn cái phơm xe này không bao giờ lỗi thời. Đúng rồi, Chevrolet người ta rất là biết giữ dáng cái phơm xe. Có nhiều anh chị mình sử dụng xe mà cái phơm này là cái phơm mà cuối 2015. Có 2015 thì nó sẽ có một cái form mới nữa, nhưng mà nhiều người nhìn thấy nó là cái form này nó cứng, nó đẹp hơn là cái form 2015 nha. Không biết anh chị như ý kiến như thế nào thì để lại comment phía dưới nha. Anh chị có xe cũ mà bán, đặc biệt những cái dòng Crew này, cứ mạnh dạn liên hệ với em nha. Bên em có đầu tư mua cái máy check, để đặc biệt là check những cái dòng Crew Orlando, Spark hay nọ đâu, để đi mua xe tụi em check hết, check coi phát hiện ra lỗi nào. Những cái lỗi cơ bản, lỗi nhỏ tụi em xử lý được, tụi em xóa lỗi luôn thì em mua cho anh chị mình được với cái giá nó cạnh tranh. Còn nhiều anh em đi mua không có đầu tư mấy cái đó thì anh em thấy nó báo lỗi chết, báo lỗi động cơ, báo lỗi cái vàng á, thì nhiều anh em sẽ hơi ngán. Còn như em thì không có ngán trong này đâu. Rồi mình đi vào coi cái nội thất nha. Đây em báo giá cho anh chị mình con Crew này nha, 265 triệu, đời 2014 nha. Xét xe thì ghế này ghế da rồi đó, ghế da rồi, cần số nè, vô lăng cần số rồi, tuyệt vời, đẹp, hợp lý với tầm tiền này. Phân khúc xe hạng D, ủa xin lỗi, hạng C thì anh chị hiếm có mà kìm mua được chiếc kiểu như thế này nha. Về cảm giác chạy thì đầm chắc, nó không có sàn lắc, hợp lý, nó lớp lát thì nó đều cũng còn dày nha. Đọc tay vô coi kiểm tra thấy nha, còn dày. Xe này anh đánh bắt cái nữa là tuyệt vời, bàn giao ngay liền cho anh chị mình luôn. Rồi vô lăng nè, vô lăng này, cái bọc vô lăng này em bọc vô cho nó sạch sẽ, vô lăng đó. Sàn thì được lót là sàn 5D, trần thì cũng là bọc trần 5D luôn rồi đó. Cái kiểu trần này thì nhìn nó, em thích cái trần nỉ, trần zin nhiều hơn trần 5D này. Đèn nè, việc này đèn độ lên cái bi rồi nha, bi này em nghĩ là bi led chứ không phải là bi xenon nha. Bi led thì nó không có phá chó, bi xenon nó nóng, cái nhiệt nó tỏ ra nhiều, nó nóng rồi nó cháy chó. Còn bi này là bi led đây, bây giờ người ta cũng xài bi led mà không ai xài bi xenon đâu. Rồi máy móc số má này nọ là ngọt ngào đó, chạy tốc độ trên cao tốc khoảng 120-130 gì là bình thường nha, không sàn, không lắc, không rung, hợp lý cái tầm tiền này. Coi nổ máy thử coi lớp lát phía sau, xin lỗi, coi cái lớp sico phía sau coi đây, còn đầy đủ hay không. Chìa khóa này đâu rồi? Đây. Đó. Chọn chìa khóa vào. Đập côn sát vô mình nổ máy nha. Nè máy lạnh nè. Máy lạnh nè, tất cả những chức năng đầu lấy gió ngoài lấy trong đều hoạt động đều ok hết nha. Rồi, mình mở cái cốp sau. Nè, Crew thì anh chị mình chỉ cần nhấn lock và mở lock thôi là mình sẽ mở được cái bình xăng nha. Nếu mình lock lại là mình không mở được bình xăng. Còn mình nhấn này ra là mở được cái bình xăng. Chứ nó không có cái nút mà nhấn cái bình xăng ra. Đây. Nè. Ở phía sau này nè, Crew á là mình nhấn vô cái nút, nó có cái nút ngay đây nè. Đó, nhấn vào là mở được cái cốp phía sau. Coi cái lớp còn không? Nè, lớp Sico này nha. Đó, bộ đồ nghề nè, thay lớp Sico này nọ đâu. Ok, còn đầy đủ nghiêm chỉnh, hợp lý. Rồi nắp bình xăng nè,
nắp bình xăng hồi nãy em nhấn em mở rồi, giờ anh chị mình cứ đè vô thôi là nó nhảy ra nè. Đó, nhảy ra nè, thấy chưa, đóng lại là nó dính lại. Chưa biết sử dụng cái gì thì lên mua xe đi, bên em sẽ hướng dẫn chỉ cho anh chị mình cách sử dụng, cách xài. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại.